Sao? Sao? Sao vậy? Sao mày? Thôi để tao đắp trước. Ok. Tao mà còn đuổi đi vào ba, không bị đuổi ra. Yeah. Còn tao, tao mặc quần đùi đang bún đậu, không bị đuổi ra. Bún đậu chấm nước mắm ha. Không sao, không sao. Để tao nói cho mày biết. Nghe nói mày yêu con ghẹ mày lắm đúng không? Con ghẹ mày nói thích tao. Còn tao, để tao nói cho mày nghe, du găng hiệp khách top 1 là tao. Hot girl trong đó thích tao cả trăm ha. Chơi du găng hiệp khách